Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có chiếc Sony Xperia Z3 sách tay từ Nhật, từ nhà mạng AU. Lần trước mình đã có video chia sẻ rồi. Thì ở Việt Nam hiện nay chúng ta chủ yếu đó là phổ biến sản phẩm sách tay từ Nhật đến từ hai nhà mạng là AU và Docomo. Đó là các thiết bị smartphone như là Samsung Note 3 rồi Galaxy Z v.v. Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một nhà mạng hoàn toàn mới. Đây chính là nhà mạng Shopbank. Chủ yếu thì Shopbank xuất hiện với những cái mẫu máy rất đặc biệt như máy gập ngày xưa chẳng hạn, còn smartphone thì không có nhiều lắm. Và ta xem là Xperia Z3 bản Shopbank thì có gì đặc biệt. Cái hộp ở bên ngoài cũng đóng tương tự như là Z3 của cái nhà mạng AU lần trước mình giới thiệu. Đây là Sony Xperia Z3 Shopbank. Đó, có cả giấy tờ của Nhật Bản và thứ tinh. Cái này thì mình mượn tại cửa hàng Max Mobile. Tại Max Mobile thì tất cả sản phẩm sách tay mua từ Nhật về, thậm chí có cả giấy tờ mua bán rất là rõ ràng từ bên đấy cho các bạn có thể xem được. Hàng hoàn toàn là chưa unlock. Chúng ta vẫn có dock sạc, chứ sản phẩm này chúng ta sẽ không có kèm và cũng như là cáp kết nối vì thị trường bên Nhật nó rất là khác. Và sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm đóng vai trò là anten để chúng ta có thể bắt sóng được. Thì đây là sách nhựa sử dụng của nó. Như vậy là hết, toàn bộ phụ kiện trong hộp cũng tương tự như là bản của nhà mạng AU. Quay trở lại với chiếc Sony Xperia Z3 của nhà mạng Shopbank này thì mọi người thấy là phía sau nó in toàn là chữ Nhật. Anh em mình xem phim thì chủ yếu nghe tiếng còn không hiểu chứ đừng nói gì là đọc chữ. Và mình sẽ bóc ra cho các bạn thấy. Đối với lại bản sách tay từ Nhật thì Xperia Z3 AU cách duy nhất để phân biệt so bản quốc tế là nó có logo nhà mạng ở bên dưới. Nhưng đối với sản phẩm này, thậm chí chúng ta còn không có logo mạng, vẫn có dòng chữ Sony chính giữa này, Xperia ở bên dưới, logo NFC luôn, chứ không phải là logo One Touch, tức nghĩa là chạm để thanh toán ở bên Nhật. Góc này là camera chính của nó 20.7 MP để flash LED. Bên cạnh phải, mọi người sẽ tìm thấy khe cắm thẻ nhớ mở rộng, chúng ta sẽ có khe cắm SIM, phím nguồn tăng giảm âm lượng và phím chụp hình nhanh. Cạnh trái là cổng sạc micro USB, cổng sạc nắm châm và cũng như là chúng ta sẽ có móc khóa thời trang. Bên dưới là hoàn toàn không có gì và bên trên sẽ cắm tai nghe 3.5mm. Hãy quay lại mặt trước xem là có điểm gì để đặc biệt hay không. Ở mặt trước này chúng ta sẽ thấy logo của Sony này, camera tự sướng, cảm biến, loa thoại, loa ngoài trên và dưới. Như vậy mọi người sẽ thấy không có bất kỳ một đặc điểm nào để nhận ra đây là một sản phẩm của nhà mạng. Chính là một cái điểm phải nói là cực kỳ là hay đối với chiếc Xperia Z3 của nhà mạng Shopbank. Ở bên tay trái mình sẽ có một sản phẩm đến từ nhà mạng AU. Và mọi người sẽ thấy là có điểm khác biệt tập trung hết ở mặt lưng, bao gồm là logo NFC biểu tượng khác này. Dòng chữ Sony nằm ở chính giữa, trong khi đấy bản AU sẽ là Xperia. Bên dưới của nhà mạng AU sẽ là mã máy và cũng như là tên nhà mạng, trong khi đấy ở cái phiên bản của nhà mạng Shopbank sẽ là tên Xperia. Như vậy nó giống hệt đối với là một cái phiên bản quốc tế, hoàn toàn không khác gì luôn. Đây chính là cái điểm đặc biệt đối với là cái sản phẩm sách tay từ Shopbank. Như vậy chúng ta nếu mà bạn nào mà ít tiền mua một cái sản phẩm đến từ nhà mạng Shopbank thì ai nhìn vào cũng tưởng rằng đây là bản quốc tế, không ai có thể phân biệt được cho các bạn. Và nó cũng dẫn đến một cái hiện tượng là một cái hạn chế, đó là trong trường hợp mà các bạn đi mua máy Sony Xperia Z3 cho máy ai bảo với bạn là nó bán cho các bạn bản quốc tế, nhưng thực ra nó mua cái bản Shopbank sau đó nó bán cho mình, thì mình đã mua phải một bản của nhà mạng Nhật, nhưng thậm chí chúng ta cũng không biết được là do không thể phân biệt được qua bề ngoài. Còn đây là cái giao diện của máy thì mọi người sẽ thấy đặc trưng của các máy Nhật là bao gồm có các dịch vụ nhà mạng trong này, toàn là tiếng Nhật đấy, có một cái folder riêng của Shopbank và một số cái giao diện menu ở trong này. Còn ta sẽ xem cái thông tin của nó xem là mã của nhà mạng Shopbank nó tên là gì. Mã nhà mạng của Shopbank thì nó sẽ tên là 401FO. Đó là tên của sản phẩm này. Như vậy là nó sẽ khác so với bản quốc tế. Nhưng đối với sản phẩm này khi mua về chúng ta lại có thể up được bản ROM quốc tế để biến cái chiếc Sony Xperia Z3 nhà mạng Shopbank này thành một phiên bản quốc tế hoàn toàn bình thường. Mình chưa biết là liệu tính năng NFC có hoạt động hay không, thì trong video hôm sau nếu có cơ hội mình sẽ đánh giá và so sánh qua đối với lại cái bản AU để xem là up ROM quốc tế nó có lỗi không. Như vậy mình hoàn thành xong cái video chia sẻ vào một hôm cho các bạn về chiếc Sony Xperia Z3 nhà mạng Shopbank. Tới điểm hiện tại thị trường chúng ta là đối với máy Nhật như vậy là có 3 nhà mạng là Shopbank, Docomo và AU. Thì Shopbank Xperia Z3 cho một cái lợi thế đó là hoàn toàn không có logo, không có đặc điểm gì của nhà mạng Nhật. Các bạn mua về sẽ trông giống như một cái máy quốc tế 100% luôn. Các bạn có thể view đừng quên like, share với bạn bè. Truy cập website maxmobile.vn để xem giá bán chi tiết của chiếc Xperia Z3 nhà mạng Shopbank. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.